Vâng. Xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay em đi bảo dưỡng cái máy lọc nước nóng lạnh của Daikyo. Thì hiện tại bây giờ đây, nó đang đây là con máy thông minh, cho nên là nó có rất nhiều cái phím chức năng này. Đây là nó đang báo là đang lọc rồi. Đấy, nhưng mà thực tế là hiện tại giờ thì nó đang bị tắc ở cái do quá nhiều cặn bẩn nó đọng lại ở cái lõi ceramic đấy, cho nên là bây giờ em sẽ tháo ra và vệ sinh cái lõi ceramic nhé. Đấy, thì đây này, cái này có đang báo đang lọc này, báo thiếu nước này, báo nước đầy này, báo tự động sục rửa, báo có nước nóng và báo có nước lạnh. Máy của Daikyo nhé. Thì hôm nay em sẽ tiến hành tháo và vệ sinh cái cốc lọc, cũng như là hướng dẫn bác chủ, gia chủ cái vệ sinh cái lõi lọc này, để lần sau nếu mà có gặp trường hợp này thì gia đình thì cũng có thể là tự sửa chữa được. Đấy, thì trước tiên là ta phải rút dây nguồn ra này, rồi và khóa nước ở nước cấp ở ngoài. Ông ra khóa cháu có nước cấp ngoài. Tháo cái mặt ra này. Đấy. Cái này là sau 1 tháng này. Sau 1 tháng sử dụng. Coi nhé. Đấy, sau 1 tháng sử dụng. Đây là cái lõi ceramic này. Đấy, nhìn vào bên trong này, các bác thấy. Đây là lõi cấp nước lò vào đầu tiên. Lọc đầu tiên, lõi ceramic này. Thì hiện tại đây các bác có thể nhìn thấy đây, bằng quan sát bằng mắt thường, nó đang rất bẩn. Thì khi mà nó bẩn như thế này thì nó sẽ tắc. Nó tắc và nước không lọc được, thì dẫn đến tình trạng là thiếu nước các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ tháo ra, em vệ sinh cái cốc lọc này. Đấy, các bác cùng xem nhé. Gậy thấp tí, hơi cao. Cái này là ấn xuống nó ra. Vâng. Ấn thẳng xuống. Ấn thẳng xuống. Lúc tắt thì ấn thẳng vào. Đây, từ từ để cháu ấy cho. Đây nhá, cái này này, không có hai cái lẫy này, cho đúng vào hai cái lẫy. Đấy, ấn hai tay xuống. Đấy, tay xuống này. Đấy, là nó sẽ vào. À, khi cái miệng này được, muốn xuống ấn vào. Đây là con ngàm này, đấy, ngàm móc này này. Cái này là cái cửa kia đó, cửa xo đó. Đấy, đúng rồi, con là xo. Dây bên xo. Trong có cửa lê. Rồi, giờ các bác nhé, lấy tay mở này. Mở cái cốc lọc này ra. Không có cái rẻ không? Đấy, bởi rẻ là rẻ đấy. Đúng không? Có rẻ không? Dạ. Móc, móc vào đây. Anh lấy tay mở ra nhé. Chắc phết. Rồi. Tôi mở cái cốc này ra. Đây kìa. Rêu, sao lại có rêu này? Kìa chưa? Rất nhiều rêu. Máy thì có rêu này. Rồi. Đây là cái lõi ceramic mà khi sau 1 tháng sử dụng này. Các bác thấy không? Nó rất bẩn nhé. Hiện tại giờ nó đang rất bẩn. Đấy, thì khi mà các cái bụi, cái bẩn bùn đất này, cũng như là các cái chất tạp chất nó đọng lại trên bề mặt của cái lõi ceramic này thì nó sẽ bị tắc. Đấy, nước không chảy qua đây được. Đấy, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là tắc và máy không lọc được. Đấy, dẫn đến tình trạng là hết nước. Thì rất đơn giản thôi. Cái này thì bây giờ chúng ta vệ sinh. Vệ sinh bằng cách là chúng ta lấy cái búi đánh xoang này. Cái này là bỏ ngoài. Chúng ta lấy cái búi đánh xoang nhé.
lấy cái búi đánh xoong này. Đây là các bác nhé, chúng ta chà chà đến khi thấy bề mặt nó trắng sáng thì có nghĩa là ok. Các bác cứ chà thoải mái nhé, cái loại ceramic này nó là bằng sứ. Nó bằng sứ cho nên là cái độ bền nó rất cao, nó không như là phải bằng gốm đâu. Đấy, bắt đầu nó cũng trắng trắng lên một chút rồi. Rất bẩn luôn. Dùng được nước rửa. Cứ chà bằng cái này là sạch nhất. Cái này thì thường thường là nhà sản xuất khuyến cáo là sau 2 tuần thì chúng ta tháo ra vệ sinh một lần. Đấy. Nhưng mà trên thực tế thì không có nhiều nhà là 2 tuần vệ sinh được, thường thường là khoảng 1 tháng. Đấy, hoặc là khi nào mà tắc thì mới lôi ra vệ sinh. Đấy, thì nói chung là bởi vì là công việc ai cũng bận cho nên là không phải ai cũng rảnh mà thường xuyên tháo ra vệ sinh cái này được. Đấy, thì hôm nay thì em cũng đi bảo dưỡng một cái máy lọc nước nóng lạnh cho một vị khách gần nhà. Đấy, thì cũng nhân tiện đây thì em cũng làm cái clip ngắn để hướng dẫn các bác vệ sinh cái nõi lọc ceramic. Đấy, thì khi mà em đã chà qua qua thôi, đây hiện tại em mới chà sơ sơ thì nó đã trắng trắng rồi, nó đã chuyển sang cái màu trắng gần giống như cả cái màu ban đầu rồi. Thì các bác cứ vệ sinh thật sạch nhé, vệ sinh thật sạch thì nó sẽ được lâu hơn. Không, không được sử dụng nước tẩy rửa, tẩy rửa nó ngấm vào trong. Các bác cứ vệ sinh đến khi nào cảm thấy nhìn thấy nó trắng là ok. Vì cái loại ceramic này là nó bằng sứ, độ bền nó cao lắm, độ bền nó lên tới 5 năm. Đấy, hiện nay tất cả trên thị trường hiện nay thì tất cả các dòng máy lọc nước trên thị trường thì chỉ có duy nhất là Daikyo của Đại Việt là sản xuất cái lõi ceramic này. Bởi vì cái giá thành sản xuất ra cái lõi ceramic này nó cực kỳ cao, cho nên là để giảm giá thành cũng như là giảm chi phí sản xuất thì tất cả các cái hãng kia thì người ta đã bỏ qua cái lõi ceramic này. Nhưng mà riêng sản phẩm của Đại Việt thì vẫn duy trì và sử dụng cái lõi ceramic này. Bởi vì nó có rất nhiều cái ưu việt, là cái thời gian sử dụng lõi nó lên đến 5 năm. Đấy. Tiết kiệm chi phí rất nhiều các bác nhé. Thường thường các lõi PP kia thì chỉ 3 đến 6 tháng là chúng ta phải thay. Đấy, nhưng mà cái lõi ceramic này thì 5 năm chúng ta mới phải thay. Đấy, các bác có thử làm một cái phép tính đơn giản đấy, 5 năm với cả 3 tháng phải thay thì sẽ tiết kiệm được chi phí cực kỳ lớn nhé. Đấy, tương đối rồi đấy, phải được 90% rồi. Cốc ngoài vẫn ok. Cốc này là gọi là cốc chứa, cũng được. Cốc chứa. Rồi. Thế thì khi mà đã xong rồi thì các bác chú ý nhé. Hai cái gioăng cao su này các bác không được làm mất nhé. Làm mất là nó sẽ không lọc được đâu. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em lắp cái cốc lọc này vào. À, cái lõi lọc này vào với cốc lọc và lắp lại vào trong máy nhé.
giòn thì sợ rất là chảy ra ngoài. Không, nó không chảy ra ngoài được nhưng mà nó lọc không sạch. Bây giờ các bác lấy cái tay mở này, siết chặt nó lại thôi. Siết vừa tầm nên là ok. Rồi, bây giờ là sẽ cấp nước lại và cắm điện để cho máy hoạt động lại bình thường. Đấy, bây giờ bác cũng học cho ra cấp nước. Đấy, khi mà em đã vệ sinh xong, lắp là cốc, thì bây giờ chúng ta lại cấp cái nguồn nước vào cho máy. Khi mà cấp nguồn nước vào cho máy xong thì lúc đó chúng ta lại cắm điện. Cắm điện trở lại nhé, để cho máy hoạt động. Đây là cây nóng lạnh của Daikyo. Rồi, các bác thấy chưa? Đây, nước đang chảy vào đây này. Đấy. Rồi nhá, giờ em sẽ cắm điện để cho máy bơm nó hoạt động. Đấy, thì khi mà cắm điện vào thì máy sẽ báo là tự động sục rửa. Đấy, máy nó đang tự động sục rửa. Khi mà tự động sục rửa xong thì máy nó sẽ chuyển sang chế độ là lọc. Đấy. Đấy, như vậy thì em đã hoàn thành xong một cái khâu vệ sinh bảo dưỡng cái lõi lọc này. Đấy, thì các bác xem nếu video nếu mà thấy bổ ích thì nhớ like, đăng ký kênh nhé. Em xin cảm ơn, xin chào toàn thể các bác.